hôm nay, ban tổ chức trận đấu xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Trần Anh Tú, Ủy viên thường trực Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Lan có biết là lúc vừa rồi anh chụp ở phòng họp báo anh tưởng tượng đến cái gì không? Anh tưởng tượng đến Papi Mart có quả logo hơi bị đẹp.